đây là hai bảo vật của ông hai nhu còn lưu lại cho tín đồ bố sơn kỳ hương đó là một uh, chiếc gậy của ông hai hai là đế của đôi giày của ông hai còn lưu lại cho chú sáu sáu giữ tới giờ luôn ông hai Trần Văn Nhu uh, sinh năm 1847, mất năm 1914. Uh, ông hai hưởng thọ được 67 tuổi ông là người lập ra Bủ hương tự, tức là chùa Láng và cũng là người à, kế truyền mới đạo bổ Sơn Kỳ Hương à, sau khi đức cố quản à, vấn mặt, và cũng là tác giả quyển tri lai bổ tích. À, lúc à, khởi nghĩa bảy thưa bị thất bại vào năm 1873 thì mẹ ông và ông và cùng với những người thân tín bị thực dân Pháp tri nã rất là gắt gao nên phải ẩn lánh ở nhiều nơi. Đến năm Đinh Dậu năm 1897, ông Hai trở về căn cứ cũ, một hôm ông Hai đang ngồi trên chiếc võng thì thình lình ông nằm phệt xuống, rồi liệm đi như người đi thiếp. Ngót ba ngày như vậy không ăn uống chi hết. Khi tỉnh dậy thì hào quang tỏa sáng khắp trên mấy nhà. Mọi người mừng rỡ sớm lại hỏi ông Hai thì ông Hai bảo Phật giác hồn tôi đi dạy đạo Và cho tôi lập chùa thờ Phật Thế là qua năm Tân Sửu Năm 1901 Ông Hai bắt đầu xây dựng Ngôi chùa Bủ Hương Tự Hồi nay là đền thờ Quảng cơ Trần Văn Thành Ở xã Thạnh Mỹ Tây Khi xây xong ông Hai có nói rằng Tôi cắt chùa đây Là cắt lấy nền Chớ sau này chỉ còn Đóng gạch mà thôi Và phát lòng phái để thu nhận tín đồ. Ngày 21 tháng 2 năm quý sửu năm 1913, nhân có cuộc tổ chức lễ kỷ niệm ngày chiến đấu anh dũng của đạo binh gia nghị và ngày đức cố mất tích, thì có ông Nguyễn Văn phẩm, tục gọi là ông sáu phẩm, à, do lòng ganh tị nên ông đến báo với nhà cầm quyền pháp ở châu đốc rằng ông hai đang quy tụ quần chúng đông đảo tín đồ để mua cuộc khởi nghĩa phục quốc à, thế là trưa ngày hôm ấy à, thực dân pháp kéo vào bao dây chùa và bắt tất cả là 83 người à, trong đó có con của ông ba thới đó là ông nguyễn văn tuấn Duyên dạy ông hai thì nhờ có ông Trần Văn Chánh cổng chạy ra khỏi dòng dây và ẩn náo ở góc Bảy Thưa cách xa chùa để lánh nạn. À, nơi đây ông hai đã nhận được một loạn tóc của ông sáu phẩm gửi xuống để tỏ lòng ăn năn hối tiếc về việc làm sai quấy của mình và xin thề với ông hai là ông thật tâm không có ý hại ông hai nhưng ông hai đã gạt đi và nói rằng à, nó chặt đầu cũng không tin được đừng nói chi là chuyện cắt tóc Ở hôm ấy ông hai phải nhịn đói suốt ngày bỗng ông hai chợt nhớ đến một chuyện mà mẹ ông thường hay kể cho ông nghe mà ông tuổi lòng à, rơi lị tức là xưa kia đức phật thầy tây an có tiên tri với đức cố quản rằng à, con của con sau này sẽ có người làm rạng rỡ nền đạo tín đồ rất đông nhưng có lần bị nạn phải chịu đói suốt ngày tại góc bảy thưa à, chiều ngày 22 tháng 3 năm 1913 thì ông hai được các tín đồ trung thành đưa ông hai đi lánh nạn ở nhiều nơi đến ngày rằm tháng 4 năm 1913, ông hai trở về nương ngụ tại nhà ông Nguyễn Văn Dị, rồi về sang ở nhà ông Phó Xã Tám trong ngọn Bình Thủy, và sau rốt ông hai về nhà ông Sáu Ngộ ở Ba Ngọn Ba Voi thuộc quận Trà Bang, tỉnh Trạch Trá. Và nơi đây, ông hai mắt vào ngày 25 tháng 3 âm lịch năm 1914 tại ban chặt giá hiện nay phần mộ của ông hai tọa lạc tại ấp 4 xã vĩnh thuận đông huyện long mỹ tỉnh hậu giang và nơi bổ hương tự cũng có phần mộ của ông hai à, nam mô a di đà phật